Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup Double Percent. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mới từ đăng start chatbot. Chương trình iGroup này mình sẽ nhận được token Boken các bạn, được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn bắt đắp nè, join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục bạn bắt đắp nè, bạn follow tại Twitter và retweet bot nè. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi các bạn. Thì chương trình iGroup này kết thúc vào ngày 30 tháng 6 và phân phối vào trong vòng 1 tuần các bạn. 15 tháng 7. Rồi bạn dán tờ Twitter mình vào nè. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi bạn bấm nút chat nè. Rồi các bạn bấm vào một show này iGroup nè. Mình sẽ get được 20 triệu token Boken. Rồi bấm nút chat nè. AB FP rồi các bạn bấm vào một submit detail nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của mình thì các bạn bắt up lên. Các bạn vào setting. Các bạn copy username Telegram mình chỗ này nha các bạn. Cộng 5 số 2. Cộng anh 1 2 3 4 5. Bạn gửi cho bot này. Tiếp tục quăng gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì trên tờ Twitter bạn nhấp cho ba cái anh cùng, nhấp cho một hồ sơ nè, nhấp ba cái anh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn xác chip liên kết nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục mọi người địa chỉ với BNB Smart Chain với chocolate của mình nha các bạn. Thị trường giá Bitcoin khá là giảm mạnh luôn các bạn. Rồi tiếp tục còn bấm vào Balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 20 triệu tốt cần Boken nè các bạn. Withdraw vào ngày 12 tháng 7 các bạn. Nó tự phân phối cho mình các bạn. Rồi bấm vào ghép link để lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm được tốt cần rồi. Ok, như vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình gửi đến bạn Giang, các bạn đừng quên like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.